Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành vừa được đề xuất mở rộng lên 8 làn xe, tổng vốn hơn 1.100 tỷ đồng để kết nối đồng bộ với nút giao An Phú. Dự kiến việc lập và phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ hoàn thành trong năm nay, thi công từ quý 2 năm 2025, hoàn thành năm 2027. Đoạn đường dẫn vào cao tốc tính mở rộng dài gần 4 km từ nút giao An Phú đến vành đai 2, hiện có 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h đang do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Việc triển khai đánh giá thuận lợi khi mặt bằng đã giải phóng từ giai đoạn trước, rộng 116 m. Hy vọng là mốc thời gian được thực hiện theo đúng kế hoạch, thi công từ quý 2 năm 2025 và hoàn thành năm 2027. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dài hơn 55 km đã khai thác từ năm 2016, quy mô 4 làn xe. Hiện tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VEC đã lập phương án mở rộng tuyến đường này. Hiện tuyến đường được tính toán mở rộng từ sau nút giao An Phú đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 24 km, tổng vốn 14.780 tỷ đồng. Nút giao An Phú quy mô 3 tầng đã được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công cuối năm ngoái, dự kiến hoàn thành năm 2025. Việc mở rộng đường dẫn cao tốc sẽ giúp đồng bộ kết nối giao thông trên tuyến, đặc biệt khi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được mở rộng để tăng cường khả năng kết nối giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Ngoài việc mở rộng đường cao tốc, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường cao tốc khác để nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và giảm tải cho các tuyến đường hiện tại. Việc nâng cao hệ thống giao thông đang được coi là một trong những yếu tố quan trọng để giúp Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững và đáp ứng được nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng cao của người dân và doanh nghiệp. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh YouTube Cộng đồng Xây dựng. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.